Xin chào các bạn, chào cô chú và anh chị em. Hôm trước mình cũng có chia sẻ một cái video về hoa mộc lan, hay còn gọi là hoa mộc hương, giáng hương. Nói chung là có rất là nhiều tên. Thì hiện tại bây giờ đó, cái hoa này nó nở ở khắp nơi hết. Mà ở trên đường mình đi mỗi buổi sáng, đi ngang những cái cây này thực sự là mình mê mẩn, mà muốn dừng chân lại. Mình muốn chia sẻ với các bạn cái niềm vui mà khi mà mình thấy cái cây này nó quá đẹp các bạn ơi, mà mỗi khi đi ngang là mình mắt dòm nó thôi, mình phải ngó nó một chút xíu mình mới đi được, tại vì nó quá đẹp. Phải nói là cái cây này nó to, thiệt là to, không biết bao nhiêu năm tuổi nhưng mà nó to và cái hoa của nó cực kỳ nhiều luôn. Mình cũng không biết nói làm sao cho hết được những cái diễn tả mà mình cảm nhận được khi mà mình đứng trước cái cây hoa mộc lan này. Nói đến hoa mộc lan thì nhiều người liên tưởng đến bộ phim ở Trung Quốc gọi là phim Hoa Mộc Lan, rất là nổi tiếng và rất là hay, và được chuyển thể thành phim hoặc là truyện hoặc là cải lương ở Việt Nam. Cũng ngày xưa mình cũng rất là mê những cái cải lương về hoa mộc lan này dữ lắm nè. Có một số bạn nói mình là lần đầu mình mới thấy được cái hoa này. Thì thật sự cái hoa này đã có hàng ngàn năm trước rồi, nhưng mà do là nó thích những cái khí hậu lạnh đó, mát mẻ lạnh, cho nên là ở Trung Quốc hoặc là ở những nước khác mà có khí hậu lạnh thì người ta trồng cái cây này nhiều hơn ở Việt Nam. Thì hiện tại Việt Nam bây giờ cũng có luôn các bạn, và có rất là nhiều hoa mộc lan khác nhau và có nhiều màu. Nhưng mà cái hoa của nó ra đó thì nó không bằng như ở châu Âu hoặc là ở những nước có khí hậu mát mẻ, lạnh lẽo. Thì ở đây vào mùa xuân thì cái cây này nó không có lá, cho nên là nhìn toàn là hoa. Đó, hoa quá đẹp luôn, đẹp cực kỳ. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào để nói hết được cái vẻ đẹp của cái loài hoa này. Thì một số nhà chuyên gia họ cho biết là hoa mộc lan này có hơn 200 loại hoa mộc lan khác nhau. Thì có loại là thơm ngào ngạt, có loại là thơm nhẹ nhẹ, và cũng có loại không có mùi thơm và có nhiều màu sắc khác nhau. Cái hoa này nó giống như hoa sen các bạn ha. Đó, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Thì vào mùa đông, không, mùa thu chứ, là những cái búp nó đã có búp rồi. Thì cái búp của nó đó nó giữ rất là lâu luôn, qua mùa đông rồi mùa xuân nó nở, cái thời gian mà nó tạo búp đó nó rất là lâu, và cái hoa của nó nở ra thì trong vòng một tháng là nó sẽ rụng, cho nên là mình tranh thủ quay những cái cảnh đẹp như thế này đó, những cái hoa đẹp như thế này cho các bạn cùng chiêm ngưỡng và cùng thư giãn với mình ngắm hoa mộc lan ha. Tại vì nó đẹp lắm các bạn ơi, nếu không quay bây giờ là vài ngày nữa là những cái cánh hoa này nó sẽ rụng hết trơn luôn, nó còn lá thôi, không đẹp nữa. Đó, mình ghi lại những cái khoảnh khắc này để lâu lâu lấy ra xem, ngắm nghía cái loại hoa sang trọng, lộng lẫy, quý phái. Hương thơm thì nồng nàn, quyến rũ, rất là giống hoa sen ha các bạn. Rất là đẹp, thì cũng không biết diễn tả như thế nào cho hết. Mình chỉ có một từ là tuyệt vời. Thì ngoài vẻ đẹp kiều diễm, sang trọng lộng lẫy của cái loại hoa này, thì cây hoa này đã được sử dụng để làm thuốc trong y học cổ truyền đã từ lâu rồi các bạn. Thì ngày xưa đó người ta hay ngâm vào trong rượu để điều trị một số bệnh. Nhưng mà những người phụ nữ mà có thai đó thì cũng nên thận trọng với cái loại hoa này, không nên dùng và cũng không nên thử, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Thì cái hoa này nó có nhiều tác dụng lắm, cũng như là hỗ trợ và điều trị cái vấn đề về phổi nè, hoặc là điều trị tắc nghẽn ở bên trong lồng ngực á, hoặc là điều trị là chảy mũi,
hoặc là kinh nguyệt bị gián đoạn, hoặc là điều trị về rối loạn tiêu hóa hoặc là táo bón. Thì nói chung là nó không có độc đó các bạn, nhưng mà đối với phụ nữ mang thai thì không nên thử và cũng không nên dùng ha. Cánh hoa, mùi hương của hoa này thì người ta cũng dùng để chiết xuất và tạo ra một số nước hoa có hương thơm rất là tuyệt vời. Thì các bạn cũng có thể tìm thấy cái mùi hương của cái hoa này ở trong các cái loại dầu tắm đó các bạn, sữa tắm rồi đó. Đó, nó rất là thơm và thơm nhẹ nhẹ chứ không phải là thơm nồng gắt đâu nha. Thơm nhẹ nhẹ và rất là dễ chịu. Thì nếu có thể các bạn có thể trồng một cây ở bên hông nhà, tại vì cái cây này theo như phong thủy là nó hút tài lộc và mang đến vận may cho cái người gia chủ. Thì cây này được mệnh danh là một cái cây hoa quý và rất là sang trọng. Thì những người nghiên cứu về phong thủy họ nói là nên trồng cái cây này ở bên hông nhà thì sẽ được hưởng nhiều tài lộc, nhưng mà đừng có trồng ở ngay cái lối đi vào nhà tại vì nó sẽ cản cái tài lộc đi vào nhà. Còn đi cũng là một cây một lan nhưng mà nhỏ hơn cái cây lúc nãy một chút xíu. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp ghê chưa? Cái này là mình quay nó đối diện với ánh nắng mặt trời, cho nên là nó có cái màu trắng ha. Màu trắng nó hơi hồng hồng thôi, nhưng mà nhìn ở bên ngoài nó rất là đẹp. Thì nó có cái màu hồng phấn đẹp lắm. Thì nó có nhiều màu lắm các bạn. Nó có màu vàng, nó có màu xanh, màu tím đó và màu trắng nữa. Còn cái này là màu hồng, màu hồng phấn đó, các bạn nhìn thấy á, nhìn mình quay gần một chút xíu này, nhìn đẹp ghê chưa. Bây giờ những cái cánh hoa bắt đầu rơi 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 nhẹ nhẹ xuống rồi đó, khi mà có gió bay ngang đó thì nó những cái cánh hoa nó bắt đầu nó rụng rồi nè. Đó, cho nên là mình tranh thủ mình quay để giữ lại những cái khoảnh khắc mà những cánh hoa này vẫn còn đẹp. Đó, ở cái chỗ này thì có một số cái hoa nó đã bị úa rồi. Đó, cho nên là nó không còn đẹp như là cái cây ở đằng kia. Cái cây đằng kia thì nó bị khuất, nó lạnh hơn cái cây này. Cái cây này nó nằm ngay ánh nắng quá cho nên là nó tàn mau hơn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Mình cũng ao ước có một cây ở trước cửa nhà giống như thế này nữa. Nhưng mà ở trước nhà mình nó có cái cây seri rồi các bạn. Cái cây gọi là hoa anh đào. Đó. Cho nên là mình không có chỗ để trồng cái cây này nữa. Quá đẹp luôn. Nhìn giống hoa sen không các bạn? Mà nó cũng rất là giống hoa giả ha. Nhưng mà nó đẹp như thế này, hoa giả thì không thể nào mà làm được nhiều như thế này. Ở dưới đất những cái cánh hoa nó rụng trắng ở dưới hết này, đó báo hiệu là sắp tàn. Mình xin dừng video lại đây.
Mình rất là cảm ơn các bạn đã xem video ha, cùng thư giãn thoải mái ngắm hoa với mình. Đó, những cánh hoa quá đẹp, thì những cái khoảnh khắc này được chạm vào, được sờ vào và được ngửi những cái hương thơm của cánh hoa này thì rất là thích thú luôn các bạn ơi, quá đẹp. Thì mình muốn chia sẻ một chút xíu cái niềm vui và cái vẻ đẹp kiều diễm của cái hoa này cùng với các bạn. Hy vọng là video này giúp các bạn thư giãn thoải mái, uống một ly trà và ngắm hoa cùng mình ha. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại trong video lần sau. Chào chào!